Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gặp gỡ Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Ngày mai 31 tháng 8 khởi công xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Du lịch dịp lễ 2 tháng 9 đã sẵn sàng. Bệnh viện đầu tiên nhận chứng chỉ ISO quốc tế về xét nghiệm. Hơn 100 người dự khai mạc triển lãm ảnh về voi. Phóng sự trước thềm năm học mới, cô giáo miền núi chăm chút từng món học cụ đồ chơi. Ngày 30 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị gặp gỡ trao đổi những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ với Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Hội nghị có hai nội dung chính gồm: Tỉnh ủy thông tin về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025, những công việc cần tập trung tại cơ sở từ nay đến cuối nhiệm kỳ và lắng nghe tiếng nói của đội ngũ lãnh đạo cấp xã. Qua đó, những vấn đề còn khó khăn vướng mắc ở cơ sở sẽ được các cấp ngành từ tỉnh đến huyện chỉ đạo tháo gỡ theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ công việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã là rất nhiều. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm mà từng xã, phường, thị trấn đã xác định thì tại hội nghị, Tỉnh ủy xác định thêm một số nội dung để đội ngũ cán bộ cấp xã dành nhiều thời gian hơn nữa đến những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đội ngũ bí thư, chủ tịch cấp xã như những thuyền trưởng phải xác định được việc làm ngay để tập trung và chú tâm vào thực hiện, qua đó góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thời gian tới, đem lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc cho nhân dân. Ngày mai 31 tháng 8, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng. Đây được xem là trái tim của sân bay Long Thành giai đoạn 1 và cũng là đường găng chung của toàn dự án. Đây cũng là gói thầu có giá trị lớn với tính chất kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay. Nhà ga được thiết kế gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 376.000 m², chiều cao đỉnh mái 45,55 m, bố trí 40 vị trí đổ gần cho các máy bay có CEF. Tổng giá trị gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 39 tháng. Khi hoàn thành sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cùng với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, trong ngày 31 tháng 8, ACV cũng sẽ khởi công các hạng mục của gói thầu số 4.6, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh sân đổ máy bay sân bay Long Thành giai đoạn 1. Gói thầu có giá trị hơn 7,3 ngàn tỷ đồng, thời gian thi công 700 ngày. Đây là gói thầu lớn thứ hai thuộc dự án thành phần 3. Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 được xem là đợt cao điểm cuối cùng trong chuỗi những tháng cao điểm du lịch hè. Thời điểm này, các khu điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã sẵn sàng vào mùa phục vụ du khách. Theo các doanh nghiệp du lịch, dịp lễ năm nay lượng khách tham quan theo đoàn lớn giảm mạnh, theo vào đó là những đoàn khách nhỏ, dưới 50 khách đi các tuyến du lịch ngắn ngày. So với năm trước, lượng khách tuy có tăng nhưng doanh thu từ các dịch vụ đi kèm như ăn uống, mua sắm giảm hẳn. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của du khách khi sử dụng các dịch vụ du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch khuyến cáo người dân, du khách tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là các chương trình du lịch, phòng khách sạn rẻ hơn mức bình thường. Bên cạnh đó, khách du lịch cần chủ động xác nhận lại các thông tin trong hợp đồng du lịch như xác nhận đặt phòng, chất lượng, giá dịch vụ nhằm tránh bị lừa, gây thiệt hại cho bản thân và ảnh hưởng đến kỳ nghỉ lễ của gia đình. Sáng 30 tháng 8, Bệnh viện Đông Nai 2 đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ ISO 15189-2012 về xét nghiệm. ISO 15189-2012 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm. Trong thời gian qua, Bệnh viện Đông Nai 2 đã không ngừng đổi mới, mở rộng các chỉ tiêu về miễn dịch vi sinh huyết học hoạt động theo chất lượng ISO 15189. Từ sự công nhận này, tất cả mọi quy trình kỹ thuật đều được quy định rõ ràng, chi tiết và buộc nhân viên khoa xét nghiệm thực hiện chặt chẽ, loại bỏ được sai sót nhầm lẫn trong xét nghiệm. Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung, khi có chứng chỉ ISO này, kết quả xét nghiệm của bệnh viện được làm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và sẽ được các bệnh viện trên cả nước, thậm chí quốc tế công nhận. Từ đó, người dân không cần phải đi làm lại các xét nghiệm khi đến khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế khác nhau. Ngày 30 tháng 8, tại công viên D8 ở khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Tử tế với loài voi và thiên nhiên tươi đẹp. Triển lãm có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi, các chuyên gia quốc tế và đại diện địa phương có voi trong cả nước. Chia sẻ tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp cho biết Đồng Nai hiện có số lượng quần thể voi lớn thứ hai cả nước. Để công tác bảo tồn và phát triển đàn voi hiệu quả, Cục Lâm nghiệp các địa phương đã triển khai nhiều chương trình, dự án, giải pháp. Triển lãm ảnh là một trong những cách thức truyền thông và bảo vệ loài voi để giữ gìn đa dạng sinh học. Trường mầm non xã Thanh Sơn, một xã xa tắp của huyện miền núi Tân Phú. Những ngày cuối tháng 8, trẻ chưa đi học nhưng cô giáo vẫn đến trường. Các cô dành thời gian chuẩn bị đồ dùng học cụ cho năm học mới.
từng món đồ chơi được chăm chút vệ sinh cẩn thận. Trẻ có đặc tính là hay cầm và ngậm trong miệng thì tụi em buộc phải rửa đồ chơi thật là sạch sẽ. Đối với nước tẩy rửa thông thường sẽ rửa sạch qua nhiều bằng nước sạch, sau đó phơi khô để cho trẻ chơi, phòng tránh những cái bệnh lây nhiễm. Những đồ dùng nào không thể rửa bằng nước, các cô lau chùi cẩn thận, sắp xếp gọn gàng. Khu vực vui chơi ngoài trời cũng được thay áo mới. Giáo viên mầm non hẳn là phải khéo tay. Và ở trường mẫu giáo thì học cụ đồ chơi phần nhiều do các cô tự làm. Và để có nguyên liệu, cô giáo phải đi xin hay đi nhặt. Và rồi dưới bàn tay sáng tạo và khéo léo của các cô giáo, những vật dụng thông thường có khi là vật dụng bỏ đi đã biến thành những món đồ chơi đầy màu sắc. Mặc dù là trường vùng sâu vùng xa của huyện Trảng Bom còn hạn chế về cơ sở vật chất và các điều kiện, tuy nhiên thì với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ giáo viên đã xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường theo chủ đề xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc, để giúp trẻ cảm nhận rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chỉ còn vài ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Và với bàn tay khéo léo và tình yêu thương của các cô, những đồ dùng học cụ handmade sẽ cùng với trẻ bước vào một năm học mới đầy ắp tiếng cười.